Kính chào quý vị, một câu chuyện y kỳ xảy ra tại một gia đình cách đây rất nhiều năm về trước. Khi cả nhà đang đón Tết, bỗng một tiếng hét vang lên từ gác xếp khiến cả nhà hút hoảng chạy lên. Cả nhà táo hỏa khi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng trong quá khứ đầy oan nghiệt. Chi tiết vụ việc là sao? Kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Mùng 3 Tết Xuân Bình Tý năm 96, cả nhà Sơn 4 người đèo nhau trên xe Cúp 50 xuống nhà nội chúc Tết. Ông chú kế ba của Sơn là chú Kiên cũng đã có vợ và có thằng con. Nó nhỏ hơn Sơn 4 tuổi. Sau chú Kiên là chú Dương, chưa có vợ. Sau nữa là bà cô Bích. Bà cô Tim Bích này có bé gái nhỏ hơn Sơn 6 tuổi. Và câu chuyện tồi tệ đã xảy ra vào trạng vạng tối cùng ngày. Nhà Sơn có một tập tục là vào mùng 1 và mùng 3, không ai được đi đâu chơi. Mà phải ở nhà để cùng đón đưa ông bà. Muốn đi đâu chơi thì phải đợi cúng xong rồi mới được đi. Sau một ngày ăn nhậu với đại gia đình, bà của Sơn và mấy chú, Dượng và ông nội Sơn cũng say xin, năn ra lên nhà ngủ. Còn lại mấy bà cô và má Sơn thì đang chuẩn bị cơm tối. Mấy đứa nhỏ, có đứa thì ngồi xem tivi, đứa thì ăn bánh, không khí Tết đang vui vẻ. Trời ơi, mày làm cái hành động gì vậy? Hà Quỳnh, mày có biết mày đang làm gì không? tiếng hét của bà cô Bích làm cho cả nhà ai cũng giật mình và chạy lên các lửng, nơi bà cô đang la hét. Bà tát nó, bà lôi đầu thằng Quỳnh, thằng em của Sơn, con của chú Kiên từ trên gác xuống nhà. Trên người nó không mặc gì, còn con em gái Sơn là con của bà cô Bích cũng đang như vậy. Nó ngơ ngác nhìn mọi người mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Má Sơn mặc lại áo quần cho nó rồi bế xuống lầu cả nhà bỏ hết mọi việc lại để xử tội thằng Quỳnh. Kể tới đây thì chắc nhiều bạn sẽ nghĩ đang ở tuổi mới lớn, tò mò giới tính hoặc thấy ba mẹ làm ăn nên bắt trước mà không ý thức được là đang làm gì cũng đúng. Vì tụi nó đứa nào cũng còn học cấp 1 mà con nít xưa hồn nhiên, người thơ lắm chứ không như con nít bây giờ đâu. Tại sao? Tại sao mẹ làm như vậy? Kèm theo là một cái bạt tài của chú Kiên, ba thằng Quỳnh ai cũng đánh cũng chửi nó thậm tệ, mà nó chỉ biết ôm nó mà khóc. Rồi cả nhà quay sang hỏi bé Tuyết là con gái của bà cô Bích. Nó làm gì còn? Còn kể cho ngoại nghe. Ngoại của Tuyết là bà nội của Sơn. Nó chưa kịp trả lời thì thằng Quỳnh lên tiếng. Điều mà nãy giờ dù có bị ai đánh, chửi và hỏi như thế nào, nó cũng chỉ im lặng và nở nụ cười bí hiểm. Hên cho tụi mày là lên kịp, chứ không thì vui lắm câu nói của nó làm cho cả nhà ai cũng ngạc nhiên và tự nhiên nổi cả da gà. Không phải nói thì ba Sơn và ba nó tắt nhau như nào kèm theo câu. Thằng khốn nạn, thằng mất dậy, mày gọi ai là tụi mày? Tao gọi tụi mày đó, xét về vai vế thì tao cũng ngang hàng với tụi mày. Nếu không nhờ ơn con Bích và thằng Kiên thì giờ này tao đang có lang thang vất vưởng nơi này. Nếu không nhờ ơn của con mụ già này thì giờ này tao đang vô danh, đói khát trong khi cả nhà còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thằng quỳnh nhìn sang phía ông nội sơn và gọi tiếng ba lúc này thì cả nhà đều đã hiểu chuyện gì đang xảy ra bà lội sơn vội sai bà cổ kế bà cô bích chạy ra bầu bè một cành dâu về nếu ai ở nguyễn thái học thì chắc chắn cũng biết khu vực bầu ngày xưa ở đó chỉ là một cái bầu nước lớn trồng toàn sen súng sau này nở rộng và ra trở thành một hồ sinh thái mà bây giờ chỗ đó thành quán bán bánh xèo bà C có tiếng ở Quy Nhơn. Trong thời gian bà cô chạy đi bẻ cành dâu thì thằng Quỳnh lại tiếp tục nói thêm được vài câu. Con muốn sống, con muốn đi học, nhưng bà này chỉ về phía bà nội của Sơn, lại sai thằng này chỉ tay về phía ông chủ kiên và con này chỉ tay về phía bà cô về quê gặp ông Phúc chỉ cách hại con vì bà sợ khi con ra đời thì gia tài này sẽ phải chia cho con một phần. Má bỏ con, má không chăm sóc con như các anh chị khác. Má bỏ con vất vượng, rồi con lại bị người ta ăn hiếp chỉ vì con vô danh. Con hận bà ta nên con làm cho bà ta phải phá sản. Con hận hai đứa này nên con phải trả thù. Thằng Quỳnh nói đến đây thì bà cô cầm cây dầu về. Bà nội sơn vụt liên tục vào người thằng Quỳnh. Cứ đánh phát nào thì nó lại la lên kiểu ai oán phát đấy. Ánh mắt nhìn bà nội tôi cầm thù đến nỗi cây dầu gãy, thằng Quỳnh xỉu ngay tại chỗ. Nhưng nhà không ai chở đi chậm xá hay bệnh viện, nhà lại trở lên chùa Minh Tịnh nằm ở đường Hàm Nghi. Việc lên chùa như thế nào thì Sơn không biết, Sơn chỉ biết là nó phải ở lại đó 7 ngày. Về phần con tuyết, khi cả nhà hỏi nó thằng Quỳnh đã làm gì, thì nó ngây thơ nói: Anh Quỳnh nói con lên gác chơi rồi anh mang bánh lên con lên cái anh kéo con lên giường anh nói con nằm xuống anh giả bộ khám bệnh rồi anh cởi đồ con ra cùng với đồ của anh anh làm lên người con tay anh đụng vào chỗ này của con chỉ tay xuống bên dưới nhưng anh nặng quá con không thở được nên con la lên thì má lên má thằng Quỳnh và mấy bà cô chờ thằng Quỳnh lên chùa thì ở nhà bà Sơn bắt hai chị em Sơn lên gác không được ở dưới này nhưng bà Sơn lại quên rằng gác lửng không có gì che chắn, nên ở dưới nói gì, ở trên đều nghe rõ. Ông Sơn bắt bà và cô chú Sơn quỳ xuống, kể rõ đầu đuôi. Trong lúc bà bốn mang thai, bà nội Sơn sợ phải chia một phần gia tài cho bà bốn, nên bà mới sai ông chú Kiên và cô Bích về phủ Mỹ. Gia đoạn gần đèo nhông gặp ông Phúc, nói ông là giúp bà thì ông sẽ giúp ông phúc với bà nội của sơn ngày xưa kiểu yêu nhau mà không được vì ông bà cố không chịu cho ông do ông làm nghề thầy cúng hai người đó sau khi về thì đưa cho bà bà lá bùa nhỏ nói bà là đốt rồi hòa chung với thuốc cho bà bốn uống ba tháng là được bà nội sơn trước đó thỉnh thoảng vẫn lên thăm bà bốn và hay sắc thuốc cho bà uống nhưng lần này cũng vậy bà bốn không nghi ngờ gì mà vẫn uống thuốc an thai bình thường như mọi khi. Thuốc không có hiệu nghiệm liền như trong phim mà từ từ ngấm vào. Bà bốn sinh thiếu tháng, mới tháng 8 đã sinh, vì thai yếu nên sinh ra chỉ sống được 2 ngày. Đúng ra, bà bốn và ông nội Sơn phải đem lên chôn ở nghĩa địa, nhưng vì bà bốn nói muốn được ở gần con, nên ông của Sơn chôn ở giữa gốc cây sung và cây dừa. Sau đó không lâu thì bà bốn chán ông, bỏ ông theo người khác ông của sơn đòi lại đất đã cho bà bốn nhưng hồi trước là chỉ cho đất còn nhà thì bà bốn tự xây không đòi được nên bà bốn mua lại phần đất đã được cất nhà còn phần chưa cất nhà thì trả lại đất nhà sơn từ hình chữ nhật bán cho bà bốn xong giờ nó thành hình chữ l bà bốn từ ngày bỏ ông của sơn cặp bồ hết người này đến người khác rồi sinh ra hai người con nữa ông của sơn chán nản nên về lại nhà ở với bà nội của Sơn, rồi hai người cũng quên nó đang được chôn ở đó. Cứ tưởng mọi việc như vậy là xong, nhưng sai lầm là do bà bốn không thờ cùng nó mà bỏ mặc nó, không đặt tên, không thờ cúng nên nó oán hận trong lòng. Bằng chứng là hai người con sau của bà bốn với hai người đàn ông khác đều không lành lặn. Người thì sinh ra đã méo miệng từ nhỏ, nói ngọng, vì bị thần kinh nhẹ. Bây giờ khi siêu âm thai các bác sĩ hay nói là siêu âm đo độ mờ ra gáy để xem có bị hội chứng đau hay không. Con người thì bị tật ở chân, chân thấp chân cao, lệch nhau đến gần 10cm, đi đứng rất khó. Đến giờ hai người này vẫn chưa có vợ, một người thì bỏ xứ đi biệt, một người vẫn ở với bà, nhưng hai mẹ con xem nhau như kẻ thù. Công việc hốt thuốc của bà nội Sơn ngày càng xa suốt, khách vắng dần, ông của Sơn thì càng lúc càng xa lầy và đá gà đến mức nợ một số tiền lớn. Nhà nội Sơn phải bán nhà để trả nợ cho ông, rồi còn giữ ít tiền mua căn nhà nhỏ ở ngay trong hẻm. Về phần chú Kiên, sau khi sự việc đó xảy ra, ông trở nên thay đổi tính. Từ một người hiền lành trở nên cục xúc, cọc cằn và hở tí là dùng bạo lực với vợ con. Rồi không lâu sau, ông và gia đình truyền về huyện Hoài Nhơn sinh sống. Thỉnh thoảng, hai ba năm, ông mới quay vào Quy Nhơn và lần nào cũng chỉ chơi thăm một đến hai tiếng đồng hồ là ông về. Thằng Quỳnh thì sau lần đó cũng bị tai nạn mấy lần, bị té xe ngã gậy tay, nối nước leo đổ lên bóng chân, rồi nó vào Sài Gòn thì mọi việc tạm ổn, mãi mới lấy vợ năm ngoái. Nhưng di chứng để lại đến bây giờ là giọng nói của nó không còn được rõ nữa. Ngày xưa bị đánh bằng cây dâu, khóc la than nhiều quá, nên giờ giọng nó như kiểu bị đớt hay lưỡi ngắn. Còn bà cô Bích, sau con Tuyết cũng có thêm thằng cô, rồi hai vợ chồng ly dị. Còn Tuyết và Bình Dương làm giáo viên cũng lòng đồng lận đận. Yêu thằng nào bị nó lừa tình, tiền cũng đau khổ, đòi ra đi mấy lần. Cũng mới lấy chồng hồi tháng 3, thằng em nó thì thôi, thua lớp 8, học 3 năm. Sau trường không còn học nổi nữa, rồi nghỉ học đi học nghề, đi làm, rồi xăm mình, tỏ ra giang hồ. Bị đánh một trận tưởng đi theo ông bà rồi, Đi làm mấy năm dành dụ mua được một con xe gần 50 triệu, mới lấy bảng số chưa được một tuần thì bị mấy anh đá xe mượn một đi không trở lại. Còn ông nội của Sơn thì sau ngày đó vài ngày, ông cũng tới chỗ cây sung, mua đồ cúng tạ lỗi, cầu xin cái gì đó. Mà ba tháng sau ông trúng giải nhất vé số được đâu, tầm bảy đến 8 triệu gì đó. Rồi ông gặp lại bà Năm, rồi hai người, sắp lại, cuối năm 96, Hai người qua bên đó sống từ đó đến giờ Cũng có với nhau hai người con gái Còn bà lội của Sơn Thì ngày càng trở lên tiểu tụy Năm nay cũng đã hơn 80 Rồi mà vẫn đi chợ Tự nấu ăn Ai nấu gì cũng không ăn Kiểu như sợ Không cho ai đi chợ dùng Không cho ai nấu ăn Cứ tự thân vận động Bà Sơn và hai ông chú thì từ sau ngày đó Cũng không còn mặn nồng gì Buồn phận làm con vẫn phải làm tròn chữ hiếu còn mấy bà cô thì người vào Sài Gòn ở, người ở Bình Dương, ai cũng có chồng con. Riêng bà cô ngày xưa chạy đi hái cây dâu thì vẫn ở đây đến bây giờ. Ngoài giờ làm ra thì lúc nào cũng thêm mặt ở trong chùa bên quận 10. Thưa quý vị, mọi tội ác đều sẽ phải trả giá. Dù có chôn vùi suốt bao nhiêu năm, bí mật ấy cũng sẽ bị phanh vùi ra trước ánh sáng. Vì vậy hãy sống hướng thiện, tích đức, tránh gây ra tội ác đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại